ខ្ញុំបាទក្រសួងគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយម្ដងនេះគឺហៅថាម្ដងវត្តខ្ចាំងបាទវត្តខ្ចាំងបាទខាងនេះវត្តខ្ចាំងជើងខាងជើងបងឯងតាតាខ្ចាំងបាទភូមិ៣ឃុំ៣ឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយឥឡូវនេះពូខ្ញុំបានស្ថិតនៅទឹកដីនេះ គឺខ្ញុំបានជូនលោកអ៊ំបាទលោកអ៊ំដែលគាត់ជើញមកពីសារដ្ឋអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះគឺសុខសំណាន់របស់គាត់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបាទជូនគាត់មកដើម្បីជួបជុំបងប្អូនគាត់ឥឡូវបានមកជួបគ្នាហើយបាទតោះដល់ផ្ទះទេតែតោះដល់ផ្ទះទេតែពួកខ្ញុំស្ថិតនៅមុខវត្តខ្ចាំងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាបន្តទៀតពីដំណើរទៅដល់ផ្ទះនៅសុខស
bọn con quạt bà là một mà tự tuôn quạt nhiều bàn chun quạt mà đó là tính đi bàn tranh máu tăng pi máu pi phục máu bằng ôn mà nhưng tranh máu tăng máu pi là lấy từ một đó là hay là lấy bàn bọn con quạt mà tự tuôn là bàn chẳng à cô nhung thời thơ từ nã từ một quả to tiết ba năm bây tới đó sau cầm nã lục ôm bàn chẳng nhung no mà đóng phục máu bằng ôn tự tuôn từ nã tăng ngọc liệp pi từ nã phục nhung từ đó tính luôn mà xong chơi mà đi chia tầm nào bằng to và tầm nào bằng to từ căn sọc tầm nào được ôm rồi đi đi và đợi tới đây đi con ไปก็โลเด้นะไปเอ้ยไปเพิ่นตอบดอกจุเรียก็ไหลบ่าวันนี้เวลานี้คือ 9:04 กะละรัสเซียพุ่งมาบ่าวๆบ่าให้ดำเนินดิชงายได้จังไปจะตลอดแต่มันอยู่บ่ยังไงนี่ Thank you.
đây. Người chủ. Đó. Được rồi anh. បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្អូនបកើតខាងអ៊ំប្រុសដាញ៉ុលដាញ៉ុលចឹងឯងអ៊ំបាទដាញ៉ុលឡុងបាទហើយគាត់បានរៀបចំបាយទឹកបាទបាយទឹកជូនទៅអ៊ំប្រុសបាទដោយសារខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺល្ងាចដែរពុកម៉ែបងប្អូននេះខាងនេះកសាំងបុកបាទកសាំងបុកជាមួយប្រហុកឆៅបាទហើយខាងនេះអន្លក់ บ่มีปิ่นป๊อมีตะซอกมีมะเตะพลอกชื่อเสะยิงไผ่พวกแม่บ่าวได้ซามีสโนว์โพดบ่าสโนว์โพดสนีดโพดนะยาสนีดโพดบ่าให้นึ่งมีข้างนี้ตรีอ่างบ่ามีตรีไดสรายเตยตุสรายบ่า
ăn hay khơi tham hộp đấy cứ ôm cho chân lịch muối này ôm vừa nhôm đây ôm mà ngày đấy nhôm đăng là ôm còn cho chân này cho chân này và ai giờ khẳng đấy cái sáng bọc hay khẳng đấy chụp spay và ai còn khẳng đấy thời gì không mồi và không mồi bỏ ôm pro và để còn luôn là khai tập bóng chân nắng á bóng này bóng bồn và trong chào được đấy trong ban ca phân mấy chở và ai quạt ban màu đào tini làm bài tập tour ông pro chỉ ông mặc cài bọc quạt đấy nè và là ngày hay là khi nhà quạt cầm bông tờ điệp chọn bài tập nôm chấm nay làm bài chun ông và ai nhóm đào màu ấy bọc mai ông bón từ xa nhóm tờ tờ bình là ai đào màu nhóm đá của nhóm lần đi hiện chụp đài ấy và là ngày bọc mai ông bón là xong chơi tour sơn la với tập hiệp ca hộp bài pin là nghiệt đây là ông pro là người Krusa con và đây là người sọc hoạt động đi bà xe chưa có trâu trai hả đất nước trong tập trong ngân hàng ấy miền manh miền buôn và đùng đuôn nhà nhây chắc này nắng này tập trong sùng chân và nhà à chẳng ngon thay mình đến màu bị ruột này nên bà ia ô đây bà mình linh ruột chạ tông bà cô la bay lên niềng manh như thế và niềng manh niềng manh niềng tân hoàng sao anh nào đây chúng ta sẽ bài hát dần mà con đã con tôm đó nên là tôm á vậy nên đó tôm hô mà có thể chăm nó ngày nó sẽ là ấp ba bu mà sao này tay đã được rồi, vừa kia là ra cái chỗ kia vừa hai tay, ở đây, thật chết hết, hết quên. Ai bên này không? Cái này. Dạ, anh cho. Sao kiếm quăng? Mẹ mà ôm trong chém mày. Bóc chai không? Bóc chai. Ôm chém mà chai lại. Ôm nên đây nào ba 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 xuống đây ông xuống đây ba này mà làm một lớn mà chơi làm lớn bong tôi thân muốn nó ăn ba phu được thằng nào quạt chơi ba phu ăn cơm cái ai cái hàng ăn đưa lại, ôi đưa lại nè mà đai, chăm con,
Nói chuyện phố thì thơm lụa mấy bánh. Cả phật thì bỏ hộp xong. Nhưng không mà chỉ nó là ồ, anh ấy nhóm lợt tí mũi nè. Anh ấy cái con côn bột. Nhóm hộp thay từ mà ăn mũi mũi này. Nhưng anh ấy nhóm đang hộp bị muôn máu nè. Thì mới nhóm đặng mặn. À, miệt nâng đôi gì ọt thông thế. Bóng chí ngay đó lấy nè. อันนั้นแต่ดำหมดซื้อแล้วนะบ่ได้ดำหมดปากติ๊งๆๆๆบ่ฮอกอืมงั้นพวกมาพวกงั้นมอมาติ๊ะติ๊ะมองงั้นมอมาติ๊ะมองเจ็ดเจ็ดบ่เอาดำเต็มมาดำเต็มมาดมเต็ดบ่เต็มบ่กระเป๊ะบ่ chăng à? Thì anh đang đặt toàn mềm tê hết rồi chứ ngay. Chăm mà rồi. Và trong lấy telephone này. Bà bà. Của telephone pi bay tê. Tì mò này. Tì mò này. Đã mua tiền mà còn đã mua tiền mà. Bỏ mua tiền. Mua tiền. Bà chìm xét nhà chun bong một tha. Bà bong một tha còn trong đắng à. Một tha. Và có chọn đó là hôm nay nhóm chọn chung ngay nhóm mùi đó ngay nhóm chọn đó là nhóm chọn đặt là hàn đi tiết này và hẹp nhà chung ta bong mạch câu phong bong mạch câu và bong mạch câu thế này việt phong đã mùi bọc chèm chốc ai mong không? Tì mong này. Chết mong này. Chết mong. Chị nhung để lên tách bãi mấy mà. Bãi mà. Bà. Ý áo con mò. Ai mong chết mong. Ngày nhớ mong rồi. Ngày nhớ. Bà. Bà. Ngay ngay nha ngay tao nãy bong chọp thọt bong tao bằng ngay bà đã ngay sẵn rồi hồi bỏ một cái mà này bà ai muốn sưu cột xe này buồn bối ra chuyện không mày vẫn ô bỏ chẳng nè kè mà bỏ ôm môi mà bỏ nè ôm toàn một nè họ vậy học chi ngay nhất bỏ ngay chết nhóm ai bỏ ngay ตํามาวิ่งไปหนอนี่เต้ខ្ញុំជាមកពីទាំងខ្ញុំអូអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនភកសេទេភកទីក្រុងបើយើងទៅជាពីទីក្រុងមកបានចាំទីក្រុងអូតែហេតុដើមរបស់ពយោពីទីតោទេបាទតែនឹងសាធិតដើមសាធិតដើមបាទសាធិតដើមអញ្ចឹងយើងទៅនោះមានអាយុរបស់ម៉ែតោហូបនឹងនោះបានផងទៀតបាទ nhóm tàu tổng lõng chăng chăng đá nưng bà món mặc lò mỏ món đó đây miền món này ta từ sốc được bát món này sốc bồn lấy chứ à sốc giờ ngắn nhỉ anh
đâu nữa là mà ếm không? Anh ấy đang phơi chứ bỏ vào đang phơi chứ lên nhỉ? Và đi cùng mà tạo nhóm đạm mùi đi mà nhóm đạm mùi em ơi và chúng nhóm đạm mùi mới tùy mong của mày ơi tùy nhỏ trong hai mà ai mà kêu mày nhanh nhỏ chắc bên tay này có đặt ra mặt khó bị khó này ừ đặt mày mày à mày khó chà thôi nhưng thà lớn tiết đấy mà khó bị khó ông mặt chơi hơ đà lớn hơ ôm ngâm tòa bàn ở xe nhâm cạn đấy nhâm chém đặt xe nhâm cạn đặt xe mình đặt đông xe có để về nhâm bá mà là nôm bị chọc nôm ấy là đang nhâm mà bà chọc từ lốp mai ô tìm mong tìm riêng mong khá từ lốp mai cái đi chơi này bà thấy đầu tư bông ngày sau hả mà ngày sau ừ ta đang mò pina phong hay ốc ta tại chứ ta hay đai scroll ta nực tang đai scroll ta không hả co lẽ ta mua ấy ta co tại ôn lập mờ biệt ôn hả yang lu ri tau belen oh ta on tu wen eh ja cok le lan on nak ta na ក្រោយ ពី បាន ញ៉ាំ អាហារ ជុំ គ្នា នៅ ពេល ល្ងាច នេះ ហើយ ឥឡូវ នេះ ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ហើយ បងប្អូន ហើយ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ បាន ត្រូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផ្ទះ វិញ ហើយ ដោយសារ នៅ វេលា នេះ គឺ ម៉ោង 6 កន្លះ ល្ងាច ហើយ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ បាន ប្រកាស បញ្ចប់ នៅ វីដេអូ នេះ បាទ អញ្ចឹង ចុង ក្រោយ នេះ ខ្ញុំ បាន សូម ថ្លែង អំណរ គុណ លោកពូយ ដែល បាន ផ្ទះ ច្រើន គង់ បាទ ដែល បាន ទទួល ក្មួយ បាន ល្អ បាទ មហូប ឆ្ងាញ់ ថ្ងៃ នេះ ពូយើងក៏មកលោកអ៊ំបានមកដល់ផ្ទះបងប្អូនគាត់ដល់សុខភាពដែរហើយក៏ផ្លេចជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកពូខាងនេះគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះហើយគាត់ជាប្អូនលោកអ៊ំបង្កើតណាបាទត្រូវជាប្អូនលោកអ៊ំបង្កើតពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ំដាញយល់បាទដែលគាត់បាយគ្នាទៅនៅជួបគ្នាបាទជួបគ្នាគាត់ជួបគ្នាចាស់ឆ្នាំហើយឆ្នាំ96ដែរអ៊ំឯងកាលគាត់បាទគាត់ជួបគ្នាកាលឆ្នាំកាលគាត់បាទ អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះនឹងឲ្យចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរនិងមានសុខភាពមង្គលទាំងអស់គ្នាបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទរាវុធក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ